quan nhị ca bên tay trái, ơn mẹ cha bên tay phải, hổ tung hoành đằng sau lưng, chép hoa rồng ở dưới chân. Gia đình vẫn luôn là điều duy nhất nên family nằm trên ngực. Vài thằng anh em cũng vừa đi mất nên trên hai vai lại thêm mực. Đừng nhìn vẻ ngoài mà bắt hình giống, nói người ta xấu mà xem lại mình có chắc mình không. Đừng nhìn cuộc đời qua bức bình phong, giá trị con người nó nằm ở ngay cái cách mình sống. Yeah. Thêm con mắt đằng sau gáy, muốn chơi xấu tao cũng chỉ tao thấy. Không gian dối không tham lam vì không muốn người ở trên cao thấy. Thà khẩu xa tâm Phật còn hơn bao kẻ không Phật tâm xa. Con quỷ trong lòng đáng sợ hơn là con quỷ đang nằm trên giá. Cổ nhân có câu, trong đèn có trắng, trong thua có thắng, trong thiện có tà. Mà lòng người Phật Phật ma ma, thật thật giả giả nên nhìn khó ra. Người thì không hay lời ngon tiếng ngọt, nhưng vì người khác lao lực lao tâm. Người thì quanh năm thành tâm hướng Phật, dưng bụng giả chứa một bộ dao găm. Hỏa hổ hỏa vì nan hỏa cốt, tri nhân tri diện bất kỳ tâm. Người khôn thích giả làm người dốt, người ngu thích tỏ vẻ cao thâm. Người càng có nhiều thì càng khiêm tốn, kẻ chẳng có gì là thích khoe khoang. Lời càng mỹ miều là lời gian dối, vốn dĩ lẽ đời mặn đắng khô khan. Trời cho đôi mắt để nhìn thấy, cho đôi tai để lắng nghe. Đừng đặt quá nhiều sự tin cậy, dù cho đó chỉ là cái thắng xe. Phải thật bình tĩnh cho mọi tình huống, đặt câu hỏi cho mọi vấn đề. Phải dùng bản lĩnh làm điều mình muốn, mặc kệ người khen người chê. Đừng vì đồng tiền mà làm mình hèn nhục chiến hùng, gươm đau tôi dắt trên dây đã bao nhiêu năm sống trong giang hồ mà. Đừng vì lời danh mà mày thù hằn mấy đứa anh em, thì đau tôi dắt trên dây sẽ có ghi tên mày đâu đó. Đừng vì đồng tiền mà làm mình hèn nhục chiến hùng, gươm đau tôi dắt trên dây đã bao nhiêu năm sống trong giang hồ mà. Đừng vì lời danh mà mày thù hằn mấy đứa anh em, thì đau tôi dắt trên dây sẽ có ghi tên mày đâu. Nghĩa khí một thời vang, không thấy đời gian bắt quan làm họ mà ta chọn nên chiến với đời gian. Hiểm nguy ta mang nơi trước ngõ, khi cái thù la liếm vẫn đợi canh. Hiên ngang ta bước như có thể lúc nhỏ, quyết tâm lòng sạch hết căn bả lời danh.
phát. Mấy thằng công tử ngon lành đừng cái mày có tiền chứ cái gan của nó thì chút ác. Tao chỉ ước mình mua được con xa chia bọn mình mấy lần má đúng rác. Chỉ muốn xong chuyện tối đi lên bài chơi nhưng mà say lầy gọi chàng người ta mấy nhát. Dân chơi mà lỡ gọi nó có chút cái bàn ngang, cũng may là vụ đó không chết người nên cải tạo năm trời đâu cũng 7 tháng à. Không khoe tao chỉ kể cho vui và tao mong tụi mày phải làm giàu sống phải nhất cha mà nhìn mẹ còn cái đường chủ nghĩa phải đặt lên hàng đầu. Đừng vì đồng tiền mà làm mình hèn chiến hùng, gom đau tôi chắc chân dài đã bao nhiêu năm sống trong giang hồ mà. Đừng vì lời danh mà mày thù hằn mang hết anh em, thì đâu tôi chắc chân dài sẽ có ghi tên mày trong đó. Chân tôi trong mơ hồ khi đơn côi thân cô ta gặp nhau nên muốn trùng gió dần ăn anh đưa tay chia miếng cơm trên say giọt đầy đời tôi may được ngày hôm nay có quý nhân tình thầm phong ba nơi phương xa khi hiểm nguy tôi sẽ đi với người anh em ta kéo sơn cùng đắng đau chia nhau giọt máu ta cùng mơ ước cao mai sau ta phải giàu cho dù dòng bão to ta vẫn luôn kề nhau ngày đó nghèo khó mặt đời khinh như ta không cúi đầu anh mang cho niềm tin được dòng sông ra khơi biển sâu trời đất này lớn non núi cao như bao nhiêu nghĩa tình sinh kiếp này kiếp sau tôi nở người anh em niềm thiếu đã có ngày dài khờ không buồn sống chỉ trốn hoang sơ như làn mây lững lờ tìm tương lai như tờ tâm tôi muốn nói tóc sát nước mắt không cảm ơn quy nhân đời tôi thuyền trên cứu không còn trôi nguyện đời này sáng hẹn chung lối. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Trời đất này lớn.
cũng đã gan dạ ngay từ lúc được sinh ra, không biết khuất phục cũng thêm một chút sự ranh mà. Nó tranh nó đấu để những khốn khổ để nhanh qua, nó đâu có tránh sẵn sàng đứng lên để đánh trả. Vì ngay từ nhỏ nó có không khác muốn làm giàu, muốn làm giàu thì phải trở thành cái cầm đầu. Một khi đã quyết tâm đi thì phải đi cho tới không bao giờ được lùi bước dù là máu có rơi. Thế là năm 18 tuổi nó đã bước ra đời, quyết tâm bám đuổi bao nhiêu mơ ước xa vời. Nhiều lúc bị áp bức miệng không thoát ra lời, nhẫn nhịn là tốt nhất, thời cơ tốt cũng đã tới. Cuối cùng nó cũng phất lên kiếm được miếng cơm, và nó muốn dùng tiền để mua cho mình chút tiếng thơm. Nhưng đời vốn công bằng, hãy có vay thì có trả, thật là thật giả là giả, phật là phật ma là ma. Những thật xanh mà lý thông, thành xanh sống khác không thể xong trong lý thanh. Lời gặp khó khăn, thành xanh để biện pháp, lý thanh liều quá chắc quy nan mà cho chuyện đó là chuyện ác. Những câu chuyện của thành xanh chung với lý thông, thành xanh sống khác không thể xong trong lý thanh. Lời gặp khó khăn, thành xanh để biện pháp, lý thanh liều quá chắc quy nan mà cho chuyện đó là chuyện ác. Ngang tàn tung quay là cậu, còn ai là cô, ai là tri kỷ, còn ai là thù, ai là người thật thà, ai đang đeo mặt nạ, ai không xa tâm phật, ai không phật tâm xa. Rồi ghen vẫn bất chấp mặc kệ lời ra vào nỗi thêm, lúc ẩn nấp lúc thì xuất hiện trong tối đen. Ngay từ nhỏ luôn anh đã làm một thói quen, trong cho mình cái tự lập thà cô độc như sỏi hoen. Đời trăm đường khó nặng mắt ép đôi khi phải vượt mây luồng gió, có lúc bạn năng tự qua như thường có, cuộc sống không cần lo và không thích ai phải nhường nó. Thế là những kế hoạch đừng nói tôi phải trong đầu, nó không muốn mất đi cuộc sống bao kẻ mong cầu. Nhiều đêm nó thức trắng suy nghĩ càng kẽ nông sâu, một lần cho tất cả xóa sạch mọi vết xấu. Những thằng xanh và lý thông, thành xanh sống khác không thể xong trong lý thanh. Lời gặp khó khăn, thành xanh để biện pháp, lý thanh liều quá chắc quy nan mà cho chuyện đó là chuyện ác. Như câu chuyện của thành xanh chung với lý thông, thành xanh sống khác không thể xong trong lý thanh. Lời gặp khó khăn, thành xanh để biện pháp, lý thanh liều quá chắc quy nan mà cho chuyện đó là chuyện ác. Ngang tàn tung quanh. Những thằng xanh và lý thông, thành xanh sống khác không thể xong trong lý thanh. Lời gặp khó khăn, thành xanh để biện pháp, lý thanh liều quá chắc quy nan mà cho chuyện đó là chuyện ác. Như câu chuyện của thành xanh chung với lý thông, thành xanh sống khác không thể xong trong lý thanh. Lời gặp khó khăn, thành biện pháp, lý thành liều quá chắc quy nan mà cho chuyện đó là chuyện ác. Ngang tàn tung quanh. Ai là cậu, còn ai là cô, ai là tri kỷ, còn ai là thù, ai là người thật thà, ai đang đeo mặt nạ, ai không xa tâm phật, ai không phật tâm xa. Rồi ghen vẫn bất chấp mặc kệ lời ra vào nỗi thêm, lúc ẩn nấp lúc thì xuất hiện trong tối đen. Ngay từ nhỏ luôn anh đã làm một thói quen, trong cho mình cái tự lập thà cô độc như sỏi hoen. Anh xin tự giới thiệu là công tử Bạc Liêu, giàu nhất trong vùng, gia tài bạc triệu, của cả đại nhà ruộng đất thì phì nhiêu. Thôi mà nói chi nhiều, hỏi người ta đi thì hiểu. Nhà to thì anh có một vài căn, nói về gia nhân để anh tính có vài trăm. Xe hơi xe hít nằm lẳng lắp ở ngoài sân, bán cái đồ quỷ sứ đã anh chạy được vài lần. Đất nhà anh thì cò bay mà gãy cánh, nếu mỗi lần muốn thăm đồng là phải bay lên mây xanh. Ở trên mây xanh đôi khi anh thấy lạnh, đành hút điếu xì gà uống thêm rượu champagne. Anh còn có thói quen là đốt tiền mà nấu trứng, nặng không phải khoe khoang, chỉ đơn giản là ngẫu hứng. Dân chơi tầm thường mà so với anh thì đâu xứng, nên xin lòng ganh tị ghen ghét ở sâu lưng. Nhưng mà không sao đâu, anh vẫn bao ngầu, ăn và chơi bao lâu, anh vẫn bao giàu, không cần hơn thua nhau cho nó đau đầu. Tiền tài mỹ nữ nó cứ lao vào lao vào, mấy thằng tay gặp anh còn cúi đầu mà khép nép. Nà đối với anh thì tụi nó cũng chỉ là tốn tép, chỉ cần tiền tài chứ cần gì phải mồm mép. Tiền anh mua được mọi thứ, thế thằng nào mà dồn ép. Anh thì vẫn là anh, đẳng cấp là bất diệt, tên tuổi lưu truyền về sâu trên đất Việt. Không phải danh nhân hay là anh hào tuấn kiệt, chỉ cần nhớ công tử Bạc Liêu chính là dân chơi thứ thiệt. Nghe danh công tử Bạc Liêu chưa nào, nghe danh công tử Bạc Liêu, nghe danh công tử Bạc Liêu chưa nào, nghe danh công tử Bạc Liêu, nghe danh công tử Bạc Liêu chưa nào, nghe danh công tử Bạc Liêu, nghe danh công tử Bạc Liêu chưa nào, nghe danh công tử Bạc Liêu. Tên anh vang xa khắp năm kỳ mà lục tỉnh nè, làm cho dân chơi nghe tới phải giật mình nè. Anh đây phong lưu đa tình còn lịch lãm, nhưng một khi đã thương em á thì anh hứa sẽ thiệt tình. Nhiều tiền nhiều quyền nhưng mà anh thiếu một tình yêu, ngủ trên đống tiền mà có khi cũng buồn hiu. Hoa hậu hoa khôi gái tây anh đâu có thiếu, anh nói anh cưới nó về Bạc Liêu mà nó lắc đầu kêu hổng chịu. Anh cô đơn chiều chiều ra đứng bờ ao nè, anh thì đi trước còn mấy thằng hậu nó đi đằng sau nè. Tiền anh bỏ trong bao nè, bự như bao gạo, anh sẽ chọn cho mấy con cá này nó bỏ cái tật cố láo. Cho mày chết chết mày chưa này, cho mày chết nè. Tiền anh bao la chọi mỗi cái sao mà hết nè, hết bao này thì anh lấy tiếp bao kia. Fan hâm mộ anh đứng trước cửa bà con ơi sẽ oh yeah oh yeah. Hát công tử nếu đã chơi thì tới nóc nè, lấy tiền chọi cá chơi như vậy thì mới sốc nè, lấy tiền chọi cá chơi như vậy thì mới sốc nè, lấy tiền chọi cá chơi như vậy thì mới sốc nè. Nghe danh công tử Bạc Liêu chưa nè, nghe danh công tử Bạc Liêu, nghe danh công tử Bạc Liêu chưa nè, nghe danh công tử Bạc Liêu, nghe danh công tử Bạc Liêu chưa nè, nghe danh công tử Bạc Liêu, nghe danh công tử Bạc Liêu chưa nè, nghe danh công tử Bạc Liêu. Dân chơi thử thiệt, 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 dân
cứ không hương thua để cho người đời chê cười. Phần lắm cái hiên nghe ta đâu ngờ chi máu rơi. Người đều nhận cho ta không kém, tình thì làm ta buồn thể diện. Có tôi thì đừng nghe chi hơi anh. Một lần say hai vai ta chắc nguyện cầu trước trời, thì từ nay bên nhau khác đi vào giống nghĩa anh. Người đời hôn tên ta tiếng gian dòng mai liêu quyền thể diện. Khắp nơi mà chẳng còn ai sánh bằng nữa. Tay vòng đeo hình tùy hương, linh vật thờ nó cũng bị dữ, sống không ngại tin địa hương. Chẳng có tôi ghi trong kỳ thư, tay vòng
làm gì không hổ danh trong thiên hạ, nên tôi quyết lòng mình phải ngang tàng hơn. Xuất thân là một thằng nhóc làm thương gia, chịu nhiều khổ cực biết đời không thương ta. Có thù phải trả còn giúp tao xin đà tạ, nếu mày muốn nghe hết thì phải cùng tao vươn xa. Tao học cách tồn tại và đứng lên lấy khăn lau nước mắt và tao buộc ở ngang đầu. Chẳng cần thiết mà đấu khẩu với tụi mày để làm chi, nó chỉ khiến tao phải khang hầu. Trên lầu cao tao đeo cái vòng mão, lên quan nói chuyện với đồng bào, xong việc xong đi tiệc với trưởng lão, rượu cây mồi ngon ngắm mấy con hồng đào. Là mày vẫn đang còn thắc mắc tại sao tao lắm chí và đa mưu, bởi vì tao là con cháu người họ Nguyễn mà cứ lấy sự thi ra mà trả cứu. Dẫu ghét tao nhưng mà chỉ là tầm phu, muốn được kết thân nhưng mình không là bằng hữu. Nhét vào khối óc mày thì biết bao lần đủ, vậy cái thằng tiểu nhân thì thôi chỉ bằng ngủ. Sống trong bang tao có tính hiên ngang và tao quyết không tham, chỉ có mấy đồng vàng đi từ Á Đông Âu. Khi mình quá thân nhau quên để mình chết chuyên xong cùng nhau mới đồng địa bàn, nhưng mà lòng tao lại càng kêu gian sơn hiệp trở nên tao phục hàng yêu. Nam nhi chí lớn tao là đấng phong lưu, anh em tao kết nghĩa đều là đại trưởng phu. Sang khắp trong vùng miền mà mày luôn đi hơn thua lấy cái danh dùng quyền. Thôi bây giờ mày quên con gán đi, làm một bài nhạc thật là đáng ghi. Buốt hết nước mắt khi đã gán mì, quyết làm những thứ mà mày đã dám nghĩ. Let go của tao đã cố mà chống chọi đổi lấy cơ đồ chứ không phải tàn cho. Thằng đầu đàn với công không ngại khó để cho anh em có thể ngồi bàn to. Khi quạt chân tao lướt nhẹ trên đồng cỏ, bạn sự tùy duyên mà kể không cần lo. Muốn ngồi viết nhạc ở mình trong phòng nhỏ, tóm lại là không có thích chuyện vòng vo. Khi mình quá thân nhau quên để mình chết duyên xong cùng nhau mới đồng địa bàn, nhưng mà lòng tao lại càng tiêu gian sơn hiệp trở nên tập phục hàng yêu. Nam nhi chí lớn tao là đấng phong lưu, anh em tao kết nghĩa đều là đại trưởng phu. Danh tao ghi trong kỳ thư, tay vòng đeo hình tùy hư, nhưng vật thờ là con quỷ dữ. Mấy cái của cải mang danh hào kiệt tung hoành thiên hạ lên đời như được tổ đãi. Anh nói thì mày phải nghe, vì tiền anh có mày thèm nhỏ dãi. Anh từ bỏ luôn công việc thành thị về quê công tác, nhưng anh không có bỏ ai. Dạ, trồng cây xanh nông nghiệp, việc anh nhiều có khi không kịp, nhưng món mặt đều là đồng nghiệp, xuất hiện như hội hồng hứng trong tiệc. Phong cách anh cũng khá đơn giản, khi đi ra đường anh ngồi trong xe, tay anh cầm hai viên ngọc bích, công việc bé bé thì anh không khe. Anh có thờ là quan nhị ca, và anh luôn chăm lo cho chị cả. Muốn dạng xưng anh chồng để cụ đầy kho bên trong bình đá, trên bàn ông thiên anh đốt đèn dầu, phải sống đúng đạo là thằng cầm đầu, từng làm ông chủ của cái phố đèn màu. Cuối đời từ nhỏ anh phải cố làm giàu, anh thích nghe nhạc khi anh đục mì gõ, công việc của anh là cái đứng chỉ giỏ, có mấy thằng quậy ở cái đó chuyện nhỏ, nó đâu ghé nó ra đằng sau có cái sắt liền giỏ. Tiêu dùng của anh là đi đá gà chọi, chơi từ miền Tây cho đến ra Hà Nội, anh không gì ngoài tài sản cả khối, và cái danh là Đại Tây Nam cũng do người ta gọi. Yeah, nhân dân từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, cách sống từ Đại Tây Nam, hiên ngang từ Đại Tây Nam. Từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, cách sống từ Đại Tây Nam, đi ngang từ Đại Tây Nam. Sống ở sông Cửu Long anh là ông chùm ở trong cổ đông, mà thắp nén nhang lên bàn tổ tông, lên tay tiếng nhạc bằng đàn gỗ thông. Cái ngũ long môn nó sâu ở trong, có mấy nữ nhi đang nằm vỗ mông. Ta ký tờ giấy công việc khởi công là mày có quyền nói chuyện với ông. Và có người ganh thì cũng phải có người thích, lỗ tai lùng bụng ở những cái chén già trên bàn đánh bằng cược ngồi với hoàng huynh, nghe pháo nó đùng đùng. Và đây chứ mấy thằng đại lô Việt ta khai dương có lân sư rồng đánh chống nó tùng tùng, mà cũng công nhận là đã không hổ danh lão Đại Tây Nam. Nói gì thì cũng đúng. Cao nhân gì già ngồi hàng nguyên, tiệc lớn chiêu đãi có đủ huynh để lại càng duyên.
liền nghe đàn tranh và mỹ nữ thì không thể nào ngồi bàn yên. Dân chơi từ Đại Tây Nam